Chào toàn thể anh em. Và hôm nay thì em lại tiếp tục quay cái video cây sim rừng để cho quý anh chị em, bà con cô bác khắp mọi vùng miền Tổ quốc lựa chọn. Và đây là cây sim rừng tương đối là cao, tay tán cành rất là nhiều và đặc biệt là thân nùn rất là mập mạp, để phù hợp với quý anh chị em, bà con đang có nhu cầu chơi cây sim rừng trồng vào trong các khuôn viên, các chậu. Và đặc biệt những cây này về trồng thì qua Tết sẽ ra rất nhiều hoa. Và những cây này tương đối là cằn, em đã trồng ở đây rất là lâu rồi. Đây, xa xa đằng kia là nơi em đã trồng và rất nhiều đây. Đấy, anh chị em nhìn nha. Mỗi một cái tay này nó dài cỡ khoảng 20 cm, 10 đến 20 cm. Và trong mỗi cái tay này nó sẽ có rất nhiều những cái tán nhỏ tiếp theo này. Đấy, anh chị em nhìn nha. Nhìn kỹ này, rất là nhiều luôn. Và một cái ưu điểm của dòng cây này thì nó to, nó mập. Bởi vì chúng ta chơi cảnh thì chắc chắn là ai cũng thích là sum suê. Và cái ưu điểm của cái dòng này, bên em có một nô này, nó rất là sum suê. Cho nên quý anh chị em của chúng ta cứ tha hồ mà lựa chọn nha. Mà hãy gọi điện vào số điện thoại trong video em để ở trên màn hình này. Và em sẽ gửi hình trực tiếp cho quý anh chị em, quay trực tiếp cho quý anh chị em của chúng ta lựa chọn cây nào để ưng ý nhất nhá. Đấy, và em sẽ đi một góc để cho quý anh chị em của chúng ta cùng quan sát. Đấy, rất nhiều đúng không ạ? Rất nhiều luôn, chứ không phải là chỉ có một hai cây này, rất nhiều luôn. Và cái nõn nó đang ra rất là tua tủa nhá. Và cái nõn cây này thì một cái lưu ý là khi mà chúng ta bị đau bụng ấy, chúng ta có thể ăn cái nõn này, nhai ăn. Thì theo dân gian thì người ta nói rằng là chữa, nó sẽ hỗ trợ cho cái hệ thống đường ruột của chúng ta, vì lá sim nó có vị chát, rất là chát. Cho nên là nếu chúng ta bị đau bụng mà đi ngoài ấy, thì chúng ta có thể ăn. Đấy. Còn để thông tin chi tiết hơn thì anh chị em có thể tìm hiểu cũng như hỏi ý kiến của những người chuyên môn sâu sắc thuộc về trong lĩnh vực y. Vâng. Và trong video này thì em nghĩ rằng là anh chị em của chúng ta cứ gọi điện vào trong video này để ủng hộ nhà vườn bên em nhé. Nhà vườn bên em thì nhiều cây lắm. Đấy. Hôm nay thì được cái miền Bắc thì trời nó đang, nếu mà ban đêm 8 độ, 9 độ. Như cơ này thì 13, 14 độ vì trời hạnh nắng lên. Trên thực tế ra thì đang là rất rét đấy quý anh chị em nhé. Đây, cây rất nhiều nhé anh chị em. Cho nên anh chị em của chúng ta ủng hộ nhà vườn em bằng cách là gọi điện vào số 081 997 2997 để đặt cây nhé. Xin chân thành cảm ơn.